ơi, Linh cái lúc đó hả, chỉ biết lo lắng cho ông thôi, lo quá chả làm được gì luôn. Ừ, thì lúc đó tôi lo lắng cho ổng, nhưng mà tôi cũng có diễn xuất cho bà mà. Tôi nợ cả hai bà được không? Sẽ báo đáp sau. Ok. Thôi, chuyện nó tính sau đi. Bây giờ quan trọng là ông kìa. Rồi ngày mai ông có định làm cái đó nữa không? Cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã mật phục và phát hiện cơ sở thu mua sầu riêng. Tại hiện trường có 4 chai thuốc màu trắng loại 0,5 lít đã qua sử dụng. Mới thuốc được vào dưới nước đựng trong một giỏ thùng sơn dùng để nhúng trái cây. Đoàn quan sát bên trong thùng thuốc, mới thuốc có màu vàng chanh, bốc mùi rất khó chịu, làm cay mắt. Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số sầu riêng này để tiêu hủy và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Cuối cùng thì cũng bắt được cái vỏ trái cây này. Cũng may á là ông kia không làm ở đây á, chứ không nó còn lâu quá, vụ này mới bị xanh phui. Ừ, nhưng mà tôi còn đang tức nữa, giờ thèm sầu riêng quá à, mà cứ bị ngại miệng á, không biết mua đâu mới được nữa. Thì đó, trái cây sạch á thì không có tới được tay người tiêu dùng, còn trái cây kém chất lượng á thì tràn lan vào thị trường á. Nhìn nó hấp dẫn. Ủa, tới cái gì à? Con của giám đốc mà mặc đồng phục kỳ vậy ta. Anh quản lý cũng tới đúng lúc quá nè. Anh cho em hỏi là em có phải là con trai của giám đốc không? Thì đúng rồi, cậu là con của bà Thu, là giám đốc của chuỗi siêu thị V-Market, chủ chỗ này mà. Không biết giờ ai sáng suốt khi chia tay ai à. Kêu cô đây hả? Nãy giờ tôi kiếm cô quá trời luôn á. Đây nè, nhiệm vụ của tôi phụ cô lửa này đó, thôi còn lại tự đi mà làm. Đừng tưởng mình là cô giám đốc cũng sai sai. Sao bị sạc dữ vậy ta? Tôi cứ tưởng là bất chấp mọi thủ đoạn để chiến thắng cuộc thi, để mà giành cái suất để thực tập trong công ty danh giá gì đó, mà giờ cũng đi làm cu li hả? Thì sao? Tôi đang thực tập cho công ty của ba tôi. Tôi muốn đi lên bằng năng lực, chứ không phải nhờ bất kỳ ai. Vậy sao? Dạ, em chào giám đốc. Ủa, sao nay mẹ về sớm vậy? Mẹ chú Tám chờ con ở trước nãy giờ, mà sao hết ca là con chưa về nữa. Con gặp bạn sớm. Dạ, con chào cô. Thôi, mình đi đi, cô có việc đi trước nha. Đi đi.